Sáo của con diều sáo này nhá. Đó, các bạn thấy lên chưa? Cùng đoạn ráp hai con diều sáo. Một con sải cắn 5 mét, con 4 mét. Con kia 4 mét, hai chồng to bé. Đây. Một con này là 3 sáo. Còn con của thằng khu kia đang ráp là 7 sáo. Rồi đang chỉnh sửa, này em đang kéo con diều sáo lên rồi đó, đang bắn con diều đi ra ngoài, cô đang chỉnh sửa sơ một tí xíu nha, công đoạn chỉnh con sáo. Còn ống sáo này 90 vừa nhảy mất đấy sao biết đấy. Đây đang chỉnh sơ mấy con công đoạn nha các bạn. Ok, một con diều sáo to, diều sáo nhỏ nhá. Đấy, dây sáo đang xả nhiều đây, đang xả dây đây, hai ông đam mê nhiều. Cu này đang mở dây hơi bị rối tí xíu, cái diều của nó đang hơi rối kỹ thuật tí xíu đó, anh đang mở nha. Đây đang chỉnh sơ con đây dạng sáo của nó đây các bạn nha. Con diều nhỏ này là ống sáo này nha. Diều nhỏ này chơi ống sáo nhỏ. Còn con diều lớn này thì ống sáo lớn đây. Các bạn nhìn thấy cái dàn sáo nhỏ với sáo lớn này. Đó, chân nhau. Đúng là hoàn đàng là của nó như thế này. À, sáo lớn của nó ra. Con diều này xảy cả 5 mét nha. Chuẩn bị công đoạn cuối sắp xong rồi nhé, đang chỉnh dây leo, công đoạn chỉnh dây leo nhé. Đang chỉnh dây leo tí xíu. Đây đang chỉnh con diều dài cả 5 mét này nhé, đang chỉnh chơi dây leo này. Còn bên này thì thằng khu nó con này con 3m8, nó đang chỉnh sửa cái dàn công đoạn cuối cùng nhé. Còn ở bên ông bạn này thì đang công đoạn chuẩn bị cho lên nha các bạn nhé. Hai bên về đây đi, hai bên đó, điều mày không kia đây mà. Bắt đầu đi ra bãi chuẩn bị cho bay nha các bạn nhé. Công đoạn chuẩn bị nghe tiếng sáo của con diều sáo này nhá. Đó các bạn thấy lên chưa, quá hay không các bạn. Đó đó, đang lên nhá, lên rất cao rồi nha các bạn. Đang xả dây đó, công đoạn xả dây là nó không to cũng được tiếng sáo nha. Khi nào mà rút dây thì nó đứng nhiều ha. Mình đang bay hơi bị ngược camera quá. Đây đang xả dây nhá, đang xả dây cuộn dây này 500 mấy chục mét này, đang xả đó các bạn thấy chưa, đang xả dây. Lúc mà không xả dây ghi này là rất ấy nhá, rất nặng ha. Các bạn xem video diều sáo các bạn thấy thú vị hay thì các bạn cho mình một like. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem cảnh thả diều tại bãi diều quận 12 video hàng ngày của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.